Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một khu đồng bộ lên tới 50 căn thuộc trục đường Nguyễn Anh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, nằm ngay phía sau của khu Hiệp Thành City nha quý vị. Nhà mình với diện tích ngang 4m2, sâu vào 15m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, sẽ có khu vực gara ô tô, phòng bếp, phòng khách trên tầng lửng. Anh chị sẽ có 4 phòng ngủ, 6 vệ sinh kèm với một phòng sông hơi trên sân thượng sau, phòng thờ và sân thượng trước sau, giặt phơi đồ. Với hướng nhà sẽ là hướng Tây Bắc. Ở đây có 4 căn nha quý vị, phía ngoài còn một căn hướng Tây Bắc nữa. Khu này thì đa số là 5 căn hướng Tây Bắc hết nha. Giấy ngoài bán hết rồi, còn có một căn hướng Tây Bắc thôi. Và chúng ta sẽ đến với căn này. Căn này thì đang giao 6 tỷ 250, vẫn còn thương lượng hướng Tây Bắc và ra bán thì rất là đẹp, rất là đẳng cấp, xịn sò luôn. Đấy. Xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng. Đường trước nhà rộng 10m, có vỉa hè, đèn đường và điện âm, hẻm một xẹt. Hẻm cụt tọa lạc tại trục đường chính Nguyễn Anh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, và rất là gần với khu Hiệp Thành City, phía sau của khu Hiệp Thành City luôn. Xây dựng rất là đẹp, rất là sang luôn nha quý vị. Đường xe hơi đậu cửa. Phía đối diện nhà mình thì có vỉa hè 3m này. Đường này chắc được lòng đường được tầm 7m, được 10m đúng nhá. Có cây xanh, đèn đường và khu nhà điện âm. Và chúng ta cùng em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Các căn sát bên thì em đã quay rồi, còn căn này và căn góc thôi. Căn này rất là đẹp nha quý vị, mặt tiền mẫu hiện đại, lắng cóng luôn. Đấy, chạy đèn led rất là nhiều và bo tròn nha. Căn này mặt tiền đẹp nhất. Mặt tiền bo tròn rất là đẹp, rất là sang luôn, sẽ được ốp nhựa phía dưới đá ban công. Dưới thì có ốp đá trắng và chúng ta được trồng cây xanh, xây dựng hết đất nha. Một lớp cổng sắt CNC, bên trong thì có cửa cuốn. Khoảng gara thì dài được tầm hơn 5m, anh chị đậu thoải mái xe hơi 7 chỗ ở đây. Ốp sàn gạch 80 và tường thì được ốp nhựa PVC. Trên anh chị sẽ có đèn led thạch cao và đèn chùm. Với một căn nhà hướng Tây Bắc, Tây Tứ Trạch, giá bán thì đang được giao hơn 6 tỷ đâu một tí thôi. Xe hơi ngủ trong nhà thoải mái, ngang 4m2, sâu vào 15m. Trong đây thì tặng full hết nội thất rồi, có tủ rượu này. Cầu thang sẽ được ốp đá trắng, chạy đèn led, tay vịn gỗ gò đỏ, kính cường lực dày 10 ly và đóng xích chắc. Trong phòng bếp thì tặng lại tủ lạnh Toshiba 2 cánh, bếp điện tử, máy hút mùi, dàn tủ bếp của An Cường đóng tới nóc, có ốp kính và ốp đá trắng phía dưới, tặng bàn ăn 6 ghế, trên thì có quạt trần tích hợp với đèn chùm. Khu này còn lại 5 căn và giá bán thì đang được giao từ 5 tỷ 8 tới 6 tỷ 8 nha. Cái này thì giao 62 năm thôi, thương lượng nha quý vị. Phía sau này có giếng trời và có nhà vệ sinh. Nhà thì hoàn công đầy đủ hết rồi. Xây mới hoàn toàn năm 2024 và sổ hồng riêng. Xây dựng quá đẹp, quá đẳng cấp, quá sang trọng rồi. Anh chị cô bác nào muốn sở hữu em nhà đẹp này chứ gọi ngay và luôn về tới Bá Hưng nha. Chúng ta xem video thì hãy nhớ thả like, thả tim và đăng ký kênh. Cùng em di chuyển lên không gian tầng lửng nha. Tầng lửng sẽ là không gian phòng khách, thiết kế lửng xuôi. Có cửa kính để chúng ta lắp phòng điều hòa, tặng tivi 65 inch, sofa, máy lạnh. Và trên có đèn chùm, đèn led thạch cao đầy đủ. Một căn nhà rất là đẹp, rất là sang trọng, đẳng cấp và xịn sò luôn. Giá 6250, chúng ta vẫn còn thương lượng nha. Đấy, xây dựng hết đất và xây cao lầu, trệt lửng 3 lầu. Rất là cao. Đấy. Rất cao, rất đẳng cấp luôn. Cầu thang thì ốp đá trắng, chạy đèn led. Di chuyển lên trên lầu 1, chúng ta sẽ đến với phòng ngủ 1-2. Cửa nhựa chống cháy nha. Dưới thì được ốp sàn gạch 80 và có giường đệm 1m8 kèm với tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh, gương led đầy đủ. Ban công đúc ra ngoài 1m2, cửa nhôm Simfa trồng phát tài núi cây xanh ra phía ngoài. Phía đối diện thì đang còn một dãy đất phân lô đang chờ sổ nữa, sau này thì sẽ xây đồng bộ hết luôn. Đấy, có đèn đường nha quý vị. Căn nhà rất là đẹp, rất là xịn luôn. Máy lạnh, giường đệm đầy đủ hết rồi. Ngang 4m2, dài 15m, công nhận đủ hơn 60m² đất, 62m. Và giá chỉ có 6 tỷ 250 thôi, anh chị vẫn còn thương lượng nha. Đấy, chị đến đây Bá Hưng làm giá làm việc cho anh chị, mua giá tốt nhất. Phòng đằng sau này thì có giường, tủ, máy lạnh đầy đủ hết luôn. Cửa sổ ra đằng sau.
Nội thất khá là đẹp nha. Đấy, rất là xịn sò. Nhà siêu phẩm luôn nha quý vị. Đấy. Lầu 2 thì chúng ta sẽ có phòng ngủ số 3 có nội thất, phòng số 4 thì đang để trống nha. Phòng số 3 này vẫn có nội thất giường đệm máy lạnh đầy đủ hết nha mọi người. Xây dựng cực kỳ đẹp, cực kỳ sang trọng, đẳng cấp. Đấy, xây rất là đỉnh luôn. Nhà màu mới hết nha. Phòng số 4 ở đây thì trống nha, không có nội thất nha mọi người. Phòng này có đầy đủ đấy, giường đấy, có máy toilet riêng. Nhà thì sẽ có 6 vệ sinh. Lầu 3 sẽ là phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau, phòng sông hơi. Đây đúc hết bên trên nha, có cầu thang sắt di chuyển lên nóc. Trên nóc thì có bình nước và máy nước nóng, năng lượng mặt trời. Trồng cây xanh và có một cái khu vực sông hơi ướt kèm với bồn tắm ở đây. Rất đẹp rồi. Phía phòng thờ ở ngoài đây, chúng ta sẽ được bố trí cực kỳ rộng rãi. Và sân thượng phía trước cho anh chị trồng cây, đúc hết bên trên rồi. Đấy, rất đẹp, rất đẳng cấp và nguy nga nha mọi người. Căn nhà giá bán chỉ có 6 tỷ 250 thôi. Video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.